Chiều qua, phòng tham mưu công an thành phố đã đến trao tặng giấy khen và gửi thư cảm ơn của giám đốc công an thành phố đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp đã tích cực hỗ trợ công an thành phố trong hoạt động cung ứng hàng hóa cho nhân dân trong thời điểm giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Với 30 điểm container cung ứng hàng hóa phi lợi nhuận được công an thành phố thiết lập tại địa bàn 4 quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu và Cẩm Lệ đã có phần đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân giúp giảm tải áp lực cho chính quyền các cấp, được dư luận thành phố quan tâm, ngợi khen. Để có được kết quả này, phải kể đến sự đóng góp tích cực của 10 hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Sự đồng lòng, đoàn kết, tương thân tương ái của các đơn vị và cá nhân doanh nghiệp là nguồn động viên quý báu để cán bộ chiến sĩ công an thành phố vượt qua mọi khó khăn khi lần đầu làm tiểu thương, mang lại sự an tâm, tin tưởng của người dân. Đồng lòng ai ở đâu thì ở đó, chung tay cùng thành phố vượt qua đại dịch.